Chào mừng các em đến với bài giảng công nghệ lớp 7, bài các biện pháp chăm sóc cây trồng. Đây là hình ảnh minh họa về các biện pháp chăm sóc cây trồng. Thứ nhất là tỉa và giảm cây. Đây là hoạt động về tỉa và giảm cây trên đồng ruộng. Và thế nào là tỉa và thế nào là giảm, là tác dụng của nó. Chúng ta thấy những hoạt động này cũng là tỉa và giảm nè. Và tỉa nó là nhổ bỏ các cây yếu, cây bị sâu bệnh, cây chết, cây không, cây bị mục dày. Chúng ta thấy là hoạt động này, ông nông dân này là nhổ bỏ chỗ này là cây mục dày nè, trồng vào những chỗ cây mục thưa đây. Người nông dân này cũng vậy, chúng ta nhổ, nhổ bỏ. Vậy giảm đó là trồng thêm vào những chỗ cây không mọc, cây bị sâu bệnh và cây chết. Những chỗ này là chỗ cây mọc dày này, chúng ta trồng vào chỗ mọc thưa, gọi là giảm. Chỗ này gọi tỉa này, chỗ này gọi là giảm. Hoạt động này tỉa là giảm, giảm và tỉa là kết hợp với nhau trên lần thực hiện. Nhưng mục đích đó là đảm bảo mật độ và khoảng cách giữa trồng trên ruộng. Tức là chỗ mọc dày quá thì chúng ta phải nhổ bớt để trồng vào chỗ mọc thưa, và để đảm bảo cho mật độ trên đồng ruộng đồng đều, không có chỗ mọc dày, không có chỗ mọc thưa. Thế là làm cỏ và vuông xới. Đây là một số hình ảnh về hoạt động làm cỏ và vuông xới đất. Như tác dụng của làm cỏ và vuông xới là gì? Và làm cỏ vuông xới bằng những công cụ nào? Chúng ta quan sát những hình ảnh sau đây. Vậy làm cỏ là nhằm mục đích diệt cỏ dại, làm cho đất tơi xốp thoáng khí, diệt ổ sâu bệnh. Vì làm đất này chúng ta nhổ cỏ nè, nhằm mục đích là tiêu diệt những cái cỏ. Cuốc cỏ cũng là nhằm mục đích tiêu diệt cỏ, cắt cỏ xới đất, xới cỏ. Đó là nhằm mục đích là tiêu diệt cỏ dại nè, và đồng thời là kết hợp với xới đất, cuốc xới để làm cho đất tơi xốp thoáng khí, và đồng thời cũng diệt được mầm móng sâu bệnh hại trú ẩn ở những cái bụi cây bụi cỏ này, hoặc là ở trong làm hang ổ trong lòng đất, và đồng thời chống cho cây trồng không bị ngã đổ. Cây trồng không bị ngã đổ khi chúng ta xới đất vuông góc, làm cho đất có chặt, làm cho cây trồng không bị ngã đổ. Vì công cụ tiến hành đó là có thể nhổ bằng tay, hoạt động là làm cỏ bằng tay, mình có công cụ thô sơ như là cuốc sáng, hoặc là bằng các máy móc hiện đại, máy cắt, máy cuốc, máy xới, máy vuông xới, vân vân. Thứ ba là tưới và tiêu nước. Một là tưới nước. Vậy tưới nước là gì? Như mục đích của tưới nước, đây là hình ảnh hoạt động về tưới nước. Tưới nước đó là nhằm mục đích cung cấp nước cho cây. Chúng ta cung cấp nước cho cây, đó là nhu cầu của cây, gồm có nước, oxy và dinh dưỡng, giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Vì các phương pháp tưới nước là gì? Các phương pháp tưới nước, quan sát một số hình ảnh ở đây, chúng ta thấy có 4 cái nội dung về phương pháp tưới nước. Phương pháp tưới này là cho nước ngập ruộng, chúng ta tưới nước vào rồi cho nước ngập hết ruộng. Phương pháp đó gọi là tưới ngập. Thứ hai là nước được làm như những giọt sương như mưa, người ta gọi là tưới phun sương hay tưới phun mưa. Cái thứ ba là nước tưới được đưa vào ruộng theo các rãnh của luống, cái này gọi là tưới thấm theo hàng theo luống này, tưới thấm. Khi nó nước vào các rãnh luống này, nước dần dần sẽ thấm vào các luống. Với thứ tư đó là tưới theo hốc, theo gốc, theo từng gốc, theo từng hốc cây. Thì có 4 phương pháp đó là tưới ngập, tưới phun mưa, phun sương, tưới thấm và tưới theo hốc, theo hàng. Tưới theo hàng, theo hốc, tưới thấm, tưới ngập và tưới phun mưa. Ngoài ra chúng ta có thể tưới nước cho cây trồng trên đồng ruộng bằng nhiều phương pháp khác, như ví dụ như là tháo nước từ sông suối ao hồ, kênh mương, hồ thủy lợi, đập, vân vân, để đưa nước vào đồng ruộng tưới nước cho cây trồng.
Đúng rồi, tiêu nước. Vậy thì thế nào là tiêu nước? Mục đích của tiêu nước, như vào những mùa mưa lũ, cánh đồng sẽ bị ngập ngập nước, gây ngập úng. Chúng ta phải tháo nước. Tháo nước đó là nhằm mục đích cho cây trồng, giúp cho cây trồng không bị ngập úng. Và phương pháp tưới nước đó là chúng ta có thể tháo nước ra khỏi ruộng hoặc bơm nước từ ruộng ra kênh mương, ao hồ, sông suối để chống úng cho cây trồng. Tư là bón phân thúc, đây là động mẹ bón phân thúc. Vậy bón thúc là gì? Loại phân nào dùng để bón thúc? Tác dụng của bón thúc và có các cách bón nào? Cái đây là chúng ta học ở bài trước rồi. Những bón thúc đó là bón phân vào đất trong thời gian cây đang sinh trưởng, nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cây trong từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển. Có những cái bón đó là bón vải, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc là phun lá. Như quy trình bón, ở đây chúng ta nói về quy trình bón phân thúc. Thế là bón phân, sau đó là làm cỏ vuông xới để vùi lấp phân. Như hai nữa này là bón thúc, nãy này là vừa bón thúc vừa kết hợp với cày xới, cày bừa xới đất để vùi lấp phân. Một anh nông dân áo đỏ bón phân và một chiếc máy cày máy xới đi phía sau để nhằm mục đích là vùi lấp phân bón. Nhưng ngoài những biện pháp chăm sóc trong, chúng ta có thể sử dụng các biện pháp chăm sóc khác như là phòng trừ sâu bệnh này, tưới nước bón phân, giữ ẩm cho đất, vân vân. Như sau khi học xong video này, các em có những câu hỏi gì về bài hãy để lại bình luận dưới video này nha. Và chúng ta hãy chờ đón một video mới đăng tải tiếp theo, một bài giảng tiếp theo trong thời gian sắp tới. Và xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này. Và mời các em hãy bấm vào các nội dung sau đây. Thứ nhất, đó là chúng đừng quên bấm like, chúng ta thích video này. Bấm đăng ký và bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới đăng tải tiếp theo. Và bấm chia sẻ video này với bạn bè. Bài giảng đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các em trong một bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt, chúc các em học giỏi.